Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin Arsenal vào mỗi 6 giờ sáng hàng ngày. Tại đây chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin xoay quanh pháo thủ đã diễn ra trong 24 giờ qua. Ngay bây giờ, hãy đến nghe với những tin chính sẽ có trong bản tin pháo thủ ngày 28 tháng 4. Đừng quên để lại một like cho video, đăng ký kênh, chia sẻ và mua những vật phẩm liên quan đến pháo thủ để làm kỷ niệm. Đường link chi tiết đang hiển thị trên màn hình và ở phía dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Arsenal đón cú hích từ Bệnh Bình. Pháo thủ nhận đèn xanh từ mục tiêu 100 củ. Ramsdale muốn ra đi. Tottenham thiệt quân trước đại chiến. Arteta thừa nhận có thể sai lầm chuyển nhượng. Pháo thủ nắm lợi thế nhỏ trước Tottenham. Chỉ trong vòng một tuần, Arsenal đã có liền hai trận đấu derby London với lần lượt Chelsea và Tottenham. Nhiệm vụ của thầy trò Mikel Arteta vào cuối tuần dĩ nhiên là 3 điểm trước Spurs để tiếp tục cuộc đua vô địch với Man City, dù cho lúc này pháo thủ không còn là người nắm quyền tự quyết. Trước thềm màn đại chiến vào tối chủ nhật, gà trống đang có lợi thế về mặt thể lực do chỉ phải thi đấu ít hơn Arsenal trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, đội chủ nhà không có Destiny Udogi, cầu thủ người Italia sẽ bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải sau ca phẫu thuật cơ tứ đầu bên trái. Hậu vệ trái Udogi dự kiến sẽ phải ngồi ngoài trong vòng 3 tháng. Đây chắc chắn là tin tốt cho đội chủ sân Emirates khi ở lượt đi, chính Udogi là người đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Bukayo Saka. Bên cạnh đó, hậu vệ phải Pedro Porro cũng đã phải rời sân trong trận thua 0-4 trước Newcastle vì vấn đề gân khuèo, nhưng được cho là đã trở lại tập luyện trong tuần này. Richarlison đã bỏ lỡ hai trận đấu gần đây nhất nhưng anh cũng đã kịp bình phục cho trận đấu với Arsenal. Về phía pháo thủ, huấn luyện viên Arteta xác nhận hậu vệ Jurrien Timber đã ở rất gần ngày trở lại. Việc cựu cầu thủ Ajax có thể góp mặt ngay trong trận đấu với Tottenham hay không sẽ phụ thuộc vào đánh giá của Arteta và các cộng sự, chiến lược gia người Tây Ban Nha nói trong buổi họp báo trước trận. Chúng tôi đều hiểu giành chiến thắng ở Premier League khó thế nào. Arsenal thắng đậm Chelsea và trước mắt cả đội là một trận đấu derby London khác. Nếu như Arsenal vẫn còn nghĩ tới chức vô địch, chúng tôi cần đánh bại Tottenham trước. Arsenal đang ở trong cuộc đua vô địch và giờ chúng tôi cần phải nhìn nhận nghiêm túc về bản thân và cố gắng thể hiện tốt ở những trận đấu. Yêu cầu chuyên môn ở Premier League là rất cao và mọi chuyện đều có thể xảy ra. Cả đội giờ đang hết sức tập trung bởi chúng tôi đang ở rất gần với danh hiệu. Arsenal rất muốn hoàn thành nhiệm vụ giành chức vô địch. Đội hình của Arsenal là tập hợp của những cầu thủ trẻ tiềm năng và tôi tin rằng học trò của mình còn có nhiều cơ hội để tiến bộ hơn nữa. Arsenal đã đua vô địch 2 năm liên tiếp, nhưng như vậy là chưa đủ. Mục tiêu của chúng tôi là chiến thắng và cả đội sẽ làm mọi thứ để có thể đạt được điều đó. Và khi đã vô địch rồi, cả đội sẽ cần phải giữ vững mục tiêu, yêu cầu và tiếp tục nối dài chuỗi vô địch. Phía bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Ange Postecoglou tỏ ra khiêm tốn. Không phải ngẫu nhiên mà đội bóng có thể liên tục chiếm vị trí top đầu trong 2 đến 3 năm liền, họ luôn có kế hoạch rõ ràng về mục tiêu của mình. Arsenal là một ví dụ điển hình. Mikel Arteta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và chúng ta nên dành một lời tán thưởng cho Arsenal. Động lực của chúng tôi là thể hiện bản thân. Tôi muốn đội bóng thắng trận đấu tới bởi vì mục tiêu của chúng tôi không phải là ngăn Arsenal vô địch. Ngoài ra, Mikel Arteta tiết lộ rằng mình đã nhận được lời khuyên từ cựu huấn luyện viên của Arsenal, Arsene Wenger. Ông nói: "Tôi đã nói chuyện với anh ấy vài lần về một số chủ đề nhất định, về cách mà Arsenal đã giành được chức vô địch Premier League trong quá khứ. Anh ấy đã từng nói về nó khi tôi còn là một cầu thủ. Vì vậy, nó luôn in đậm trong tâm trí tôi. Tôi học được rất nhiều điều. Đó là cách giành được chiến thắng trong những trận đấu. Anh ấy luôn nói về điều đó." Huyền thoại Arsenal, Martin Keown tin rằng đội bóng cũ nên lặp lại cách tiếp cận của Newcastle trước Tottenham và cảm thấy Gabriel Martinelli phải ra sân ngay từ đầu. Ông nhận định: "Rất khó có khả năng Tottenham sẽ thay đổi chiến thuật trong trận đấu này. Họ là một đội bóng ưu tiên tấn công hơn phòng thủ, ngay cả khi họ chỉ còn 9 người. Triết lý của Postecoglou là đẩy cầu thủ lên cao và điều đó chắc chắn để lại một hàng phòng ngự với nhiều khoảng trống. Điều đó đã bị khai thác bởi Newcastle và với những gì đã diễn ra trong trận đấu đó, Arteta có thể chọn Gabriel Martinelli đá chính lần đầu tiên ở Premier League sau gần 2 tháng. Tốc độ của anh ấy có thể rất quan trọng ở cánh trái, cùng với tốc độ của Bukayo Saka ở bên phải. Họ có khả năng nhận những đường bóng từ Martin Odegaard để khoan thủng hàng thủ của đối phương." Pháo thủ nhận đèn xanh từ một mục tiêu. Nguồn tin của tờ The Atlantic hôm qua tiết lộ những thông tin xoay quanh hợp đồng của tiền vệ Bruno Guimarães với Newcastle. Cụ thể, điều khoản giải phóng hợp đồng của cầu thủ người Brazil có giá trị 100 triệu bảng và hiệu lực đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024. Tuy nhiên, vì vấn đề tài chính, đội chủ sân St. James Park sẽ chấp nhận trả góp cho thương vụ này trong vòng 5 năm nếu có đối tác sẵn sàng chi tiền. Sau ngày 30 tháng 6, Newcastle có thể thoải mái đặt ra giá trị của Bruno cũng như thời hạn thanh toán phí chuyển nhượng. Chia sẻ về tương lai của cậu học trò,
huấn luyện viên Eddie Howe xác nhận rằng Newcastle sẽ chỉ có một khoảng thời gian ngắn để kích hoạt điều khoản giải phóng trị giá 100 triệu bảng của cầu thủ 26 tuổi. Ông nói, điều đó đã được câu lạc bộ lên kế hoạch, theo nghĩa là sẽ có một thời điểm đáo hạn. Chúng tôi không muốn đầu cơ liên tục, điều đó không có lợi cho các cầu thủ cũng như đội bóng. Không cần phải nói, chúng tôi muốn giữ Guimaraes, tôi muốn xây dựng đội ngũ của mình xung quanh cậu ấy. Phong độ của cậu ấy là rất tốt và cậu ấy có vẻ rất hạnh phúc. Guimaraes sẽ nghĩ về một mùa hè rất bận rộn phía trước, nơi hy vọng chúng tôi có thể đưa cả đội sánh bước cùng với cậu ấy một phần lớn trong đó. Nhưng chúng tôi không kiểm soát được điều đó nên hãy xem. Tôi biết về tình trạng hợp đồng của cậu ấy nhưng đó không phải là điều mà tôi dành sự tập trung. Khi nhắc đến thương vụ này, Gabriel Martinelli cũng hết lời ca ngợi người đồng đội trong màu áo Brazil, chia sẻ với Sky Sports. Anh nói, tôi biết anh chàng này chơi bóng rất giỏi, anh ấy rất quan trọng với đội, anh ấy đã từng cùng với tôi tham dự Olympic. Tôi biết kỹ thuật và phẩm chất của anh ấy như thế nào. Đối với tôi, anh ấy là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới. Anh ấy vừa trở thành một người cha. Xin chúc mừng anh ấy và anh ấy cũng là một chàng trai rất tốt. Tôi nghĩ là anh ấy sẽ luôn như vậy. Ở một diễn biến khác, theo báo cáo từ tờ Team Talk, thủ thành Aaron Ramsdale đang cân nhắc việc rời Arsenal trong mùa hè này. Ban lãnh đạo cũng không từ chối và sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với bất cứ một câu lạc bộ nào đưa ra con số tối thiểu 60 cú bảng. West Brom, Wolves và thậm chí là có cả tin đồn rằng người hàng xóm Chelsea cũng rất muốn có được chữ ký của người gác đền sinh năm 1998. Huấn luyện viên Arteta thừa nhận không thể tránh khỏi việc Arsenal sẽ mắc phải những sai lầm chuyển nhượng, nhưng pháo thủ hạn chế đến mức thấp nhất có thể. Ông nói, đó không phải là quyết định của tôi, đó là quyết định của chúng tôi. Chúng tôi làm những việc mà chúng tôi cảm thấy phù hợp và với tầm nhìn của câu lạc bộ. Về kế hoạch mua sắm cầu thủ, điều đầu tiên mà chúng tôi cần ở một bản hợp đồng đó là họ có những phẩm chất phù hợp với đội bóng, sau đó là mức giá, điều khoản cá nhân và nhiều thứ khác. Đôi khi bạn sẽ mắc sai lầm, điều đó không thể tránh khỏi, nhưng chúng tôi cố gắng giảm thiểu chúng. Rất nhiều người đã tham gia và sau đó bạn cũng cần phải có chủ sở hữu hỗ trợ mình và biến mọi việc thành hiện thực. Người cũ dự đoán Derby Bắc London. Arsenal sẽ bước vào trận đấu với Tottenham vào tối nay và đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng đối với đội bóng của huấn luyện viên Mikel Arteta. Pháo thủ chắc chắn muốn đánh bại đại kình địch ở trong trận đấu Derby Bắc London, đồng thời tiếp tục nuôi hy vọng về chức vô địch Premier League. Thông qua Sky Sports, cựu cầu thủ Arsenal, Paul Merson đã đưa ra dự đoán cho trận đại chiến sắp tới. Ông nói, đây phải là một trong những trận đấu Derby Bắc London lớn nhất trong 20 năm. Tôi kỳ vọng Arsenal sẽ thắng trận này vì Tottenham sẽ chơi thứ bóng đá nhiệt huyết. Gần như họ sẽ lập tức đáp trả nếu như đối thủ tung cú dứt điểm. Điều đó sẽ không hiệu quả trước Arsenal. Họ có những cầu thủ giỏi hơn Tottenham. Họ là một đội bóng tốt hơn, đoàn kết hơn và họ sẽ giành chiến thắng. Tôi không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng dành cho Arsenal khi biết Tottenham muốn chơi như thế nào. Họ chỉ bắt đầu trận đấu và nói, chúng ta sẽ xem ai có thể ghi được nhiều bàn thắng hơn. Điều đó sẽ rất khó thực hiện trước Arsenal, một đội bóng vượt trội hơn rất nhiều. Trong khi đó, cựu huấn luyện viên của Spurs, Harry Redknapp cho rằng, Tottenham đã có rất nhiều những kết quả bất ngờ mùa giải năm nay. Họ có thể cầm hòa Man City 3 đều tại Etihad, nhưng cũng có thể thua 0-4 trước Newcastle. Spurs có một số trận đấu quan trọng để kết thúc mùa giải. Không có trận đấu nào lớn hơn trận đấu này. Họ có thể làm hỏng danh hiệu của Arsenal không? Tôi nghĩ là Spurs có đủ khả năng để đạt được điều gì đó trên sân nhà. Tôi nghĩ họ sẽ cầm hòa Arsenal 2 đều. Cảm ơn các bạn đã đón nghe bản tin Arsenal hôm nay của chúng mình. Đừng quên để lại một like cho video và mua các vật phẩm liên quan đến pháo thủ để làm kỷ niệm. Đường link chi tiết được gắn ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin tiếp theo.